một chiếc máy bay bất ngờ gặp sự cố và phải hạ cánh khẩn cấp xuống một dòng sông lạnh giá. Chiếc máy bay từ từ chìm xuống. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, những người trong máy bay cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Green nhanh chóng kiểm tra tình hình những người còn lại, nhưng Stephen thì không may mắn như thế. Dây an toàn của anh bị dính chặt vào ghế, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được. Rất may lúc này, tỷ phú Morse đã kịp thời tới để giải cứu anh ta. Sau khi lên bờ, họ phát hiện mình bị lạc giữa chốn hoang vu, không có tín hiệu liên lạc và cái lạnh thấu xương tủy đang dần đe dọa họ. Charles Morse vốn là một tỷ phú kiêu ngạo và tham lam. Ông ta thuê một chiếc máy bay riêng cùng với nhiếp ảnh gia Bob Green và trợ lý Stephen đến một khu nghỉ dưỡng hẻo lánh ở Alaska. Tưởng chừng sẽ là một kỳ nghỉ tuyệt vời, nhưng không ngờ họ lại gặp phải thảm họa này. Khi đang tìm cách thoát khỏi hoàng đảo, thì Stephen phát hiện ra điều bất thường. Anh liền ra hiệu cho những người còn lại im lặng. Ngay sau đó, một con gấu nâu khổng lồ xuất hiện. Green và Stephen nhanh chóng quay lưng bỏ chạy, còn Morse đứng lại đối mặt với con gấu. Máu anh hùng là thế, nhưng Morse chỉ đứng vững được khoảng 2 giây đã phải xách dép bám đuôi hai thằng em của mình. Bọn họ bắt đầu chạy với 100% sức lực, với hy vọng có thể trốn thoát được sự truy đuổi của gấu nâu. Tưởng chừng như nguy hiểm đã trôi qua, tiếng gầm lớn của gấu nâu lại làm cho họ bất đắc dĩ phải tiếp tục chạy trốn. Đang loay hoay không biết phải chạy hướng nào, thì một con thác chắn ngang đường tẩu thoát của ba người. Lúc này, trí thông minh của tỷ phú Morse bắt đầu phát huy tác dụng. Ông nhanh chóng gọi hai người bạn đồng hành của mình hợp lực xô đổ một cái cây để làm cầu. Đúng là khi đứng giữa ranh giới sinh tử thì đừng nói là cái cây, cho dù đó là một cỗ xe tăng thì chắc cũng không thể làm khó được ba ông này. Sau một lúc vật lộn, cuối cùng ba người họ cũng đã thành công tạo ra con đường huyết mạch để trốn thoát. Lúc này gấu nâu cũng đuổi tới tận chân công trình rồi. Hai thanh niên khỏe mạnh thay phiên nhau đi trước. Ở đội cao này thì chỉ cần một cái sẩy chân thôi cũng đủ để về gặp ông bà. Morse lúc này đã sợ ướt hết cả quần, nhưng để giữ cái mạng già của mình, ông vẫn phải liều mạng từ từ bước theo. Đúng là người tính không bằng trời tính, khi ông ta mới đi được một nửa đường, trong lúc nguy hiểm nhất, gấu nâu thật biết cách để trêu đùa người khác. Gấu ta bắt đầu chơi trò cầu nhún một cách hồn nhiên, khiến mò mặt cắt không còn một giọt máu, dần mất đi thăng bằng và rơi xuống dưới. Thật may là cái túi của ông ta đã vướng vào một cành cây. Morse vội vàng nắm lấy sợi dây sinh mệnh cuối cùng của mình. Phía dưới là dòng nước chảy xiết với thác nước cao đến cả mấy chục mét, nhìn thôi cũng đủ thấy ớn rồi. Lúc này gấu nâu vẫn chưa có ý định từ bỏ, nó vẫn đang còn say mê với vũ điệu cồng chiêng của mình. Trong lúc Morse đang tìm cách để thoát ra, gấu nâu bất ngờ giẫm mạnh làm cho cái túi bị tuột khỏi cành cây. Ông ta nhanh chóng rơi xuống và bị dòng nước cuốn đi. Vào giây phút thập tử nhất sinh, hai người bạn đã kịp thời vớt được Morse. Cả ba giằng co một lúc và cuối cùng cũng thành công đưa được ông ta lên bờ. Những giây phút nguy hiểm đã trôi qua, gấu nâu tạm thời cũng từ bỏ ý định tấn công. Nhưng những khó khăn về thể chất và thiếu thốn thức ăn, nước uống khiến họ dần kiệt sức. Trớ trêu thay, sau một đêm dài di chuyển, họ lại quay lại đúng nơi mà máy bay gặp nạn. Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh khi Green nghi ngờ khả năng lãnh đạo của Morse. Stephen trong lúc làm công cụ kiếm thức ăn đã bị thương ở chân. Đêm xuống, một cơn mưa lớn lại bắt đầu khiến họ phải ẩn náu trong một túp lều lá thông tạm bợ. Đang trong lúc tuyệt vọng thì kẻ thù lớn nhất của họ lại xuất hiện. Trong màn đêm, Stephen mơ hồ thấy một cái bóng đen khổng lồ. Con vật to lớn bỗng lao nhanh đến chỗ cậu. Một cú đáp thẳng vào chân khiến cho Stephen hét lên vì đau đớn. Morse và Green đã cố gắng dùng lửa để xua đuổi, nhưng gấu nâu dường như không muốn từ bỏ. Trong bất lực, hai người còn lại chỉ biết ngậm ngùi đứng nhìn gấu nâu thưởng thức bữa tối của mình. Bây giờ, đội hình chỉ còn lại hai người là tỷ phú Morse và Green. Trong lúc cả hai đang đi tìm kiếm thức ăn, một chiếc trực thăng bay qua đã thắp lên tia hy vọng sống sót cho cả hai người. Cả hai ra sức đuổi theo nhằm thu hút sự chú ý, nhưng giữa khu rừng rậm rạp, họ chỉ như những hạt cát giữa đại dương đang vùng vẫy trong vô vọng. Không từ bỏ hy vọng được sống, hai người họ đến một bờ sông để tìm thức ăn. Morse bình tĩnh lấy ra trong túi một sợi dây chuyền làm bằng vàng, với ý định lấy nó làm mồi câu. Green chỉ biết cười nhạt, và tôi thì cũng đến ạ ông tỷ phú. Morse bình tĩnh thả mồi câu $1,000 của mình xuống, miệng lẩm bẩm, để tao câu cho mày xem. Sau 5 tiếng chờ đợi thì cuối cùng cũng có một con cá, chắc là đi lạc, tiến đến mồi câu. Và chắc là trong đầu nó đang nghĩ là: mày bị điên à? Một con mồi khác đánh hơi được mồi câu của Morse. Tuy nhiên lần này không phải là cá mà là gấu nâu. Hai ánh mắt chạm nhau và tất nhiên là một cuộc quyết chiến nữa lại được tái hiện. Morse dùng hết sức bình sinh để bỏ chạy. Gấu nâu với thân hình vạm vỡ của mình đã húc đổ mọi thứ trên đường đi. Tưởng chừng gấu nâu sẽ vớ được miếng mồi ngon thì thật may mắn khi Morse đã kịp chui vào một đống cây đổ nát làm cho gấu chưa thể tiếp cận được. Chứng kiến việc này, Green ở bên này cũng đang tái hết cả mặt. Cả hai người nhanh chóng thi triển đại địa hỏa chiến nhằm ngăn chặn gấu nâu tấn công. Và quả nhiên là nó hiệu quả thật. Sáng hôm sau,
Moss bắt đầu sử dụng miếng vải tẩm mùi tanh để thu hút sự chú ý của gấu nâu. Cả hai đứng bất động, khuôn mặt hiện rõ lên sự bất an và lo lắng. Chỉ một lúc sau, gấu nâu bắt đầu xuất hiện. Moss giật đứt mảnh vải, ánh mắt đầy sự kiên định như muốn thể hiện sự khiêu chiến. Tất nhiên là họ đã có sự chuẩn bị. Hai người bắt đầu lùi lại, cố gắng dẫn dụ gấu nâu vào vị trí thích hợp để chiến đấu. Gấu nâu với khí thế hừng hực chưa nhận ra được rằng bây giờ mình mới là con mồi. Thời điểm thích hợp đã đến, Moss ra lệnh cho Green khởi động hệ thống. Một chiếc bẫy đầy gai nhọn lao thẳng xuống gấu nâu, nhưng thật tiếc, chả có chiếc gai nào trúng cả. Gấu nâu gầm lên tức giận truy đuổi. Hai người họ chỉ có thể chạy ra bờ sông và cố gắng chống cự. Moss bắt đầu bị gấu nâu đẩy ngã. Thấy vậy, Green cố gắng chống cự. Gấu nâu gầm lên tung một cú tát trời giáng khiến cho Green bị thương rất nặng và ngã xuống. Lúc này chỉ còn Moss là đủ sức chiến đấu. Ông ta cố gắng thu hút sự chú ý của gấu nâu để giúp Green có thời gian. Khi gấu nâu bị dồn đến đường cùng, Moss đã khôn ngoan lấy cây giáo làm điểm tựa để kết liễu thành công gấu nâu. Sự đoàn kết và lòng dũng cảm của họ đã giúp họ vượt qua được tất cả. Kiệt sức nhưng đầy hy vọng, Moss và Green cuối cùng tìm thấy một dòng sông. Họ sử dụng một chiếc bè tự chế để trôi theo dòng sông và tìm đường trở lại với nền văn minh. Sau nhiều ngày vật lộn với thiên nhiên khắc nghiệt, cuối cùng họ đã tìm thấy được tia hy vọng của mình. Chiếc máy bay trực thăng ấy quay lại tìm kiếm họ một lần nữa, và thật may mắn lần này họ đã được phát hiện và cứu sống. Câu chuyện này không chỉ là chiến thắng của ý chí con người trước nghịch cảnh, mà còn là bài học về sự trân trọng cuộc sống, tình bạn và tinh thần đồng đội. Moss, Green và Stephen đã mãi mãi thay đổi sau chuyến phiêu lưu sinh tử. Bộ phim nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của hy vọng và sự kiên cường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.